mà. Đúng rồi. Tự nhiên cái của mình. Mượn thì ngon ngọt, tới hồi trả thì nói ngang sao không tức, cái đó là cái sự tức tối. Cái câu chị Lộ mới nói là cái câu mà giống như là để đời muôn đời về sau, mượn thì lúc nào cũng ngon ngọt, tới khi mà trả là trần ai khoai cũ. Là ngang mà mấy người nào mà đặc biệt đó là ngang. Nó muốn mượn đó. Tiền em rồi ha, lại đem đồ lại cho. Nó đem lại con vịt, con gà mà gà đắp được nha. Ngon lắm, nó mua trái cây đủ ginh lại cho. Cái đầu mới ngồi chơi chút xíu hỏi mượn tiền. Em lại cho hai trái sầu riêng vậy, cái không lẽ giờ mượn tiền không cho. Cũng kỳ. Đúng rồi, kỳ. Rồi cái cho xong rồi là giật luôn. Là nào giờ là bị vô thế vậy nhiều lần chưa? Bị hoài luôn. Bị hoài luôn. Nhưng hả? Mà ở sớm mình đồ rồi dai rồi lèn hèn mình cũng vẫn đòi được. Mà mình phải la làng la sớm lên. Là xưa giờ la lên hả, cô? Cho ta bu lên người ta coi rồi mắc cỡ. À chính vì sự mắc cỡ mới trả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nói thì nghe thì vui. Quý vị thân mến, hôm nay tụi em rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị ở một cái chương trình mà phải nói là tám chuyện rôm rã nhất. Nhiều chuyện nhất. Chương trình rất nhiều chuyện nhiều vấn đề nó bỗng có xã hội. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là giống hơi công sở. Cái này thì hơi dạ hội, còn Lộ thì cái áo dài thôi từ trước tới giờ. CEO CEO hả? Dạ. Dạ. Thành đạt gì? Ở dĩ mà mình phải mặc những bộ đồ rất là thành đạt như thế này, bởi vì chủ đề hôm nay của chúng ta là Nợ chị nha. Ê mà sao chị, cái chủ đề bữa nay mình đưa ra cái nghe nó nặng nề tâm lý lắm nha. Thật sự là cái chuyện này nó nếu mà nợ không nặng thì cái gì nặng? Nợ trong cái chữ đó thôi đã có dấu nặng. Nặng rồi, rồi. Đúng rồi. Rồi hôm nay thì sẽ có rất là nhiều kiểu đòi nợ, nhưng mà có lẽ là chắc một trong những nhân vật mà có thể là một có một cái sự đòi nợ kinh điển nhất năm vừa qua. Xin mời quý vị. Xin nhớ tay nhớ chân. Gia đình tôi ba đời chỉ có truyền thống đòi nợ luôn. Chị có thể kể sơ lược lại cho mọi người có thể hiểu được câu chuyện tại sao mà chị có một màn đòi nợ ấn tượng mà để cho rất nhiều người đó là để đời theo dõi không? Tại chị chửi. Biết sao không? Tại vì người ta mượn tiền mình mà người ta không trả thì mình phải la làng la sớm lên. Nhưng mà lúc đầu là cái người mượn tiền đó, có chị cứ nhắc tên được không? Nói luôn đi. Bà ba Văn Ngọc đó. Bà ba Văn Ngọc đó. Nhưng mà lúc mượn tiền là chắc ngon ngọt mới mình mới đưa tiền. Rồi mới ban đầu bà gửi tiền về bà cho 200 đô, 300 đô. Rồi cái bà gửi đồ dầu nước xanh, rồi đồ Mỹ, đồ về hoài luôn. Tự động là gửi cho mình. Tự nhiên gửi cho có vậy. Có phải đó là bạn bè trước ở Việt Nam không? Không, không có quen biết gì hết. Không chỉ biết quen gì trên Facebook thôi. Rồi, mà tự động gửi cho mình vậy. À vậy là gửi cho để lấy lòng tin đó. Đúng rồi, bắt con tép giữ con tôm. Mà ai đặc biệt là giàu có đeo vàng khúc khúc về bà mới gửi đồ bà cho nghe. Chứ nếu mà mấy đứa nào nghèo mà không có tiền, không có vàng mà không có gửi. Kể như em không có gì đeo là chắc không có gửi. Không có gửi đồ. Có lựa. Gửi xong rồi cái sau đó là mượn tiền ngược lại cô. Mới đầu chơi hụi. Cái bà nói là chơi hụi đi rồi. Làm hụi đúng không? Rồi cái chơi hụi thì bà nói là để dành hốt từ thiện. Mai mốt mới hốt, lâu sau này hốt chót á. Nhưng mà vô mới có lần đầu, cái lần sau cái bà hôn bà hốt. Bà thấy bà gửi đồ bà cho mình hoài mà giờ mình không cho hốt thì kỳ. Đó, cái đầu mình cho hốt mình mới bị dính. Hốt hết nhiêu vậy hả chị? Hai phần là 100 mấy chục triệu. Trăm mấy chục triệu luôn. Hốt rồi bắt đầu cao chạy xa bay luôn. Ngày em ra đi luôn. Mai mốt mà thí dụ ai coi cái chương trình này rồi á, là đừng rút có bắt trước giống như chị nghe không? Là xăm lại là sai lầm đó, xăm lại là sai lầm đó. Chúng ta nghe cái con khổ xăm lại là sai lầm đó, đừng có cái gì mà người ta cho mình không hết. Tại vì một người ở nơi không ai biết ai mà làm sao tự nhiên người ta cho mình không. Sự việc đó là trong năm vừa rồi hay là trước đó nữa? Trong năm vừa rồi. Tới hiện tại thì mình đòi được bao nhiêu rồi chị? Trời ơi, hôm nay mới đưa được có 10 triệu mà bữa hổm kêu tụi nó đi theo gần mấy chục đứa luôn. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Cái gì đấy, đừng đạo lỗ 2 triệu. Trời ơi, cái nư chấn động hết trơn. Thì đúng là làm chấn động mình không, nhờ như vậy mới biết. Nhưng mà làm chấn động chi gọi lỗ. Phải giống như nhiều khi cái nư đó người ta muốn đòi cho bằng được thôi. Nhưng mà chị dữ lắm. Tới chừng mà ai mà thiếu tiền mà nó ngang rồi là chị làm liền hả? Đó, cái đó là không phải là mình giữ mà cái sự bức xúc mà ai cũng vậy thôi. Tại vì tiền là khúc ruột của mình mà. Đúng rồi. Tự nhiên cái của mình. Mượn thì ngon ngọt, tới hồi trả thì nói ngang sao không tức, cái đó là cái sự tức tối. Cái câu chị Lộ mới nói là cái câu mà giống như là để đời muôn đời về sau, mượn thì lúc nào cũng ngon ngọt, tới khi mà trả là trần ai khoai cũ. Là ngang mà mấy người nào mà đặc biệt đó là ngang. Nó muốn mượn tiền em rồi ha, lại đem đồ lại cho. Nó đem lại con vịt, con gà mà gà đắp được nha. Ngon lắm, nó mua trái cây đủ ginh lại cho. Cái đầu mới ngồi chơi chút xíu hỏi mượn tiền. Nó đem lại cho hai trái sầu riêng vậy, cái không lẽ giờ mượn tiền không cho. Cũng kỳ. Đúng rồi, kỳ. Rồi cái cho xong rồi là giật luôn.
Là nào giờ là bị vô thế vậy, nhiều lần chưa? Bị hoài luôn. Nhưng mà ở sớm mình đồ rồi dai rồi lèn hèn mình cũng vẫn đòi được. Mà mình phải la làng la sớm lên. La lên luôn, cho ta bu lên, ta coi rồi mắc cỡ. À, chính vì sự mắc cỡ mới trả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nói thì nghe thì vui nhưng mà mọi người thấy không, cũng đâu có phải dễ đâu. Ủa mình la gì đâu có hãnh diện gì đâu. Khó. Thứ nhất là mình mệt. Thứ hai nữa người ta cũng người ta nhìn vô, nếu mà người ta biết thì nó trời tự nhiên la quăng quăng quăng, người ta cũng nói cũng mỉa mai mình nữa. Cho nên đó là đôi khi cho mượn nợ đã mệt, đi đòi nợ còn mệt hơn. Thật sự em thấy cho mượn nợ thì nó dễ đó. Đúng rồi. Nó không. Mệt cái đầu tiên là mình suy nghĩ coi gọi là cho hay không thôi. Đúng rồi. Còn cái chuyện mà đi đòi nợ là mới rất là mệt. Rồi bây giờ Su, em có cái món nợ nào mà khó đòi hay là cái cuộc nợ nào mà em thì không có nợ khó đòi, nhưng mà có là em thiếu nợ anh ta chưa trả thôi. Thì ra đây là con nợ chứ mà được thôi. Có cái câu chuyện là như vậy, em cho mượn tiền để cùng chị em trong giới mình thôi để giải quyết những cái vấn đề của chị em mình. Xong một ngày nọ mình vào Facebook mình chơi, mình suy nghĩ ủa sao lạ ta, sao dạo này mình lướt cái new feed của mình không thấy cái bạn đó xuất hiện. Cái mình vô mình tìm, ô kìa kìa, và đó là chưa lóc, bạn đã hủy kết bạn mình rồi. Kết bạn thôi. Cái mình cũng thắc mắc, ủa tại sao bạn đã hủy kết bạn mình ta. Rồi khoảng một thời gian sau mình vào tìm vẫn không thấy luôn. Bước đầu tiên là hủy kết bạn, bước thứ hai là lóc, thì mình không biết số tiền của mình sẽ đi về đâu. Rồi chị bỏ cuộc luôn. Bỏ cuộc luôn. Mình có nhắn điện thoại thì người ta nói là ráng đi cuối năm nay tôi trả. Lý do người ta lúc đầu mượn em như thế nào, cái cách họ mượn á? Cách họ mượn rất là dễ thương nha chị nha. Rất là thân ái. Thân ái. Trời ơi, bà Sôi, tôi dạo này tôi kẹt quá mà giờ sẵn chuyện tôi đi thì Thái đó, cho tôi mượn đi, tôi về tôi ráng làm. Tiết lộ số tiền nữa không? Khoảng 25 triệu, có về trả lắc nhắc là còn 10 mấy triệu. Và sau đó là thiên thần của ta đúng không? Rồi mình không biết là cuối năm nay mình có tiền không nha mọi người. Nhưng mà cái đó phải nhân sự của em không? Có nghĩa là cái người hát trong đoàn không? Cái đó là cũng là cộng tác thôi. Tại vì em cũng có đoàn hát và Xuân có đoàn hát thì nó là như vậy, thường là nhân viên trong đoàn đó thì họ sẽ mượn tiền. Họ mượn tiền có thể xoay sở công việc gia đình gì chẳng hạn. Chị Hiếu hồi xưa cũng đi hát chị biết mà. Hoặc là chủ đoàn thì luôn luôn giúp đỡ. Ở đó chị cũng có cho đoàn mà. Dạ đúng rồi. Chị mượn tiền xong rồi trốn trơn không là. Nhưng mà cái ý của người chủ đoàn đó là mình cho mượn tiền để mình giữ nhân sự. Thí dụ như là dịp Tết tới mọi người thì muốn mà nhân sự mà họ ở với mình đó thì phải trả lương cao là thứ nhất rồi, mà phải đưa trước nữa để cho người ta lo Tết xong rồi người ta mới yên tâm ta làm. Thì cho nên là ý là chị hỏi là có phải là ở vị trí của em cho mượn là để giữ nhân sự của mình hay không? Thứ nhất cái ý chị đó là hoàn toàn đúng, nó hoàn toàn chính xác trong cái công việc của chị em mình luôn nè. Đúng rồi. Thì cái thứ hai nữa là cái số tiền đó mình cho nhân sự của mình nó mượn á thì cũng để xây dựng cái hình ảnh của họ. Đúng rồi. Xây dựng cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn cho cá nhân của họ, thì từ cá nhân của họ sẽ làm tốt hơn cho cái đội hình của mình. Đó, mình vì cái mục đích chung, xong nó vì mục đích riêng nó đã bỏ mình. Em đang thay đổi. Bây giờ là chung cái số phận thì Lộ cũng sẽ nói về cái phần lộ. Mà căn bản em cho mượn tiền đó thì em phải nói là em là chủ của rất nhiều con nợ, và thậm chí là em không nhớ hết luôn. Nhưng mà gì nè, chị là cái trường hợp làm bị như thế này. Hai chị đã làm chung đoàn, hai người mới cho mượn tiền lẫn nhau. Tới một cái ngày kia thì chị kia không có tiền trả, thì chị này mới làm khó. Thì chị phải đứng ra giải quyết bằng cách là chị cho ứng tiền trả cho chị kia để cho nó êm để cho êm thấm. Có nghĩa là chị kia giật cái chị là chạy đi luôn, là em phải trả tiền đó để cho bà kia bà quay về bà hát. Hát đi gặp nhau đến vui vẻ, thì bây giờ vui vẻ rồi thì tới em không vui. Có nghĩa là giao kèo là trả lại cho mình thì không mình có trả. Tự nhiên cái là mình ôm giùm cái nợ của người khác. Mà lúc đầu á là chị cũng phải ngồi sắp xếp đồ, tại vì tất cả mọi thứ là mình phải để cho nhân sự nó phải vui, mình làm chủ mình phải chịu như thế. Nên nó cũng rất là khó ở chỗ là giống như mọi người là có lý do, người ta tới người ta tặng trái cây, người ta tặng tiền đồ, người ta tặng cái này kia, người ta dòi tiền mình để người ta mượn mình để người ta giật. Còn đằng này vẫn làm cho mình đó, nhưng vẫn giật là chuyện bình thường. Nói giật thì chắc có lẽ là không giật, nhưng mà trễ nãy á, ví dụ như mình cho mượn cục đi tới hồi trả miếng là không làm điều gì mà bể tiền hết á. Đúng rồi. Thật sự cái chuyện mà mượn tiền mà mượn một cục lớn sau đó trả cục nhỏ nhỏ là bể tiền hết rồi. Giờ tới Hà đi,
hoa hậu thì chắc có lẽ là không có mượn nợ rồi đó. Không, đúng như hoa hậu có ai mượn có ai mượn em không? À, đây mình đang nói gì với vai trò là những người bị mượn nợ. Có nghĩa là em đã từng bị mượn nợ chưa? Em không chị. À là không bao giờ mượn hả? Mượn nhưng mà kiểu giống như là phải tới đúng thời điểm đó phải trả cho em. Mà thường là bạn bè em thì không bao giờ mượn những cái số tiền lớn hay là vài chục hay là vài trăm hết trơn á. Em xác định luôn nha, cho bạn mượn tiền chỉ cho bạn mượn số lượng ít thôi. Nếu mà cho mượn số lượng nhiều quá thì mình vừa mất tiền mình vừa mất luôn bạn mình luôn, thì cái đó là cái điều chắc chắn không ai muốn rồi. Cái đó là kiểu là bạn nó dễ khi mà mình từ chối, hoặc là giống như Hà đó là đưa ra một cái mốc á, mình cho số ít thì ok tao có tao cho, thì bạn bè nó sẽ dễ xử hơn là như chị em mình là nhân lúc viên nãy. Với lại chủ thì nó sẽ khác, thì nó nhân sự thì nó khác. Nhưng vậy là chào cuộc đời của em là nó nói chung là nó trơn tru, cái nỗi lo chưa từng bao giờ bị giật nợ đó hả? Dạ. À, cũng hay ha, kiểu nợ nó không có nặng nha. Không phải, quan trọng là nó cũng không cho mượn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái phần rất là hấp dẫn quý vị. Vậy cái cách đòi nợ như thế nào trong trường hợp đây đầy dãy kinh nghiệm thì hồi nãy là chị đã dễ kể là sơ lược rồi, mình kêu mầm 500 anh em xong rồi mình trốn 12 triệu lỗ luôn 2 triệu. Nhưng mà cái cách đó là gọi là cái cách, tại vì cái hiện tượng đó là nó quá lớn, ai cũng biết mình có thể dùng cái cách đó, nhưng mà đối với những cái con nợ bình thường, những người thân trong gia đình thì chị cái cách đòi như thế nào? Nếu mà người bình thường thì mình đòi theo kiểu bình thường, tùy theo trường hợp. Người ta năn nỉ mình, chị sẽ không la. Hay là người ta tới từ từ thì chị cũng thông cảm. Còn cái này là nói ngang nói ngược là cỡ nào chị cũng làm. Như mới mấy ngày nay là chị quýnh thằng kia nè. Chị quýnh luôn. Quýnh thằng kia hả? Ừ. Bữa đó chị chạy xe du lịch, chị đi. Chị vừa chặt cái cua vô mà chị đi với thằng cháu chị. Thì chị thấy nó đứng chạy không đơm bên đây. Mà gia đình của nó Việt Kiều nghe, nó tên thằng Điền, chồng của con Nhiếp. Nhớ tên nó mượn chị 150 triệu mà nó cũng đóng lời được mấy tháng rồi. Bây giờ nó không đóng lời nữa mà nó năn nỉ trả tháng 10 triệu, chị cũng cho luôn, trả vốn thôi không lấy lo luôn mà phải không, cho trả tháng 10 triệu xong nó trả được một tháng đầu, tháng thứ hai nó trả có 5 triệu. Cái nó năn nỉ, nó hồi giờ coi kẹt quá này này kia nọ, ở bên gia đình nó bên Mỹ bị dịch đồ này kia không đi gửi tiền được, thì chị cũng thông cảm cho trả 5 triệu luôn. Tháng sau nó trả chị có 4 triệu, rồi tháng sau nó ngưng luôn, nó không trả luôn, nó ngưng luôn tới 2 tháng luôn mà chị không điện nó được, mà đi kiếm hoài kiếm không được. Bữa đó gặp chị lại, chị chợt máu liền, tay này thì chị giẫm vô mặt liền, thằng cái tay bên cái bên này mà chị giẫm mớp vàng luôn chị. Chị giẫm cái này vô sợ đuôi mắt nó làm sao chị luôn. Là chị không có được vàng đúng không? Chị bước về thôi là cái bề này là không có vàng. Trời ơi, không có đuôi đó. Em thấy em sợ đó. Tay là chị gật áo cổ nó giờ chị leo xuống mà chị la làng quá trời luôn. La quá trời la luôn, người ta đứng người ta coi đen luôn mà. Kết quả là sao? Đứng im ngu không trả lời. Rồi xong rồi 2 ngày sau nó kêu nhỏ kia ở cũng ở sớm luôn, nó mượn nhỏ kia đem lại giùm 3 triệu, trả được 3 triệu, nếu mà không quýnh đâu có lòi ra 3 triệu. Rồi bữa nay tới tháng nữa rồi nè, chưa trả là ngày mai ngày mốt về quýnh luôn. Trời ơi. Nó ngang ngược lắm, trời ngang là 150 triệu mà bây giờ lời không có mà vốn cũng không trả, còn cái này lấy vốn không à? Mà nó không đưa. Cái này là em không phải binh, nhưng không mà rõ ràng lời có rất nhiều sự thỏa thuận trước khi tới hành động là đánh nhau. Đúng. Mọi người cũng biết nữa, tiền là đi liền với khúc ruột mà 150 triệu đâu phải là con số ít. Đúng đôi rồi. Khi đó là một cái gia tài của những người nghèo luôn. Cho nên đó là nếu mà mình đã cho họ rất nhiều cơ hội rồi và mình nếu mà không làm thì nó không trả đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bản thân chị đã thử cái cách nào mà đòi nợ nó nhẹ nhàng hơn chứ? Bây giờ không có cách nào mà nhẹ nhàng được, cần phải làm hung dữ vậy. Nhưng mà thật sự á, nếu mà mình nói nhỏ nhẹ quá với những người người ta cố chấp á thì là không có kết quả và là mình mất tiền. Nhưng mà theo chị, cái ý kiến của chị em đừng nên cho mượn tiền. Cho mượn tiền rồi bạn bè cũng sẽ mất lòng. Hay là thí dụ giờ mình đi đám đi, thí dụ nó mời đám mình ha, mình đi ha 5 triệu đi, tới chừng ra nhà mình mời đám đợi cái nó hôn nó mắc công chuyện nó bệnh nó đi. Mai mốt đi đám cũng rút kinh nghiệm, đi chừng 500 triệu tới lợi thôi, đừng đi nhiều quá. Dạ. Đi nhiều quá là bị xu luôn. Vì bây giờ mấy người mà lợi mượn đồ ha, cầm giấy chủ quyền đồ cái chị nó nôn. Nôn, bà hỏi nôn là gì, tới nó nôn là không cho bà mượn đó bà. No luôn. Khi nào giống như là cô đeo vàng rồi cô cho người ta thấy mình giàu quá nên là ai người ta cũng đổ xô ta đi mượn tiền cô Minh Hiếu không? Mượn tiền thì chị đâu cho đâu. Cô đâu cho mượn. Dạ không cho mượn nữa luôn. Không, dạ không cho mượn. Tại vì để tiền mua vàng đeo cho nó sáng sủa. Con người mình nó đẹp đẽ. Giờ mình già rồi mình đi ra đường mình đâu có bằng mấy đứa nít. Mấy đứa nít nó đẹp hơn mình, bây giờ mình nhờ vàng mình tô vô.
Khe tụi nó liền. Khe ra mình khe trai liền. Có nghĩa là hồi xưa không cho mượn, nhưng mà do là đi đòi nợ gian nan quá thì bây đúng giờ rồi, không cần đòi nữa là thôi thôi khỏi do luôn. Bây giờ gom tiền vô, cái giờ như chị cất khách sạn lên lên đó rồi tiền ai vô ngủ chị lấy tiền, vô ngủ lấy tiền, vô ở nhà trọ lấy tiền rồi chắc cú luôn. Vậy cho nó gọn chứ giờ chứ cứ cho mượn cứ phải cho mượn rồi khó đòi lắm em ơi, đòi rồi mít lòng bạn bè nữa. Bây giờ ngoài ra mình còn những cách nào đòi nợ ta? Thí dụ như cái trường hợp của em đó, thí dụ như là nãy em nói là bạn mượn em là còn trả nhắc còn mười mấy triệu, thì mười mấy triệu đó cái cách đòi tiếp theo của em là gì? Đặc biệt nha, em có cái bị bệnh nha, mình ngại người ta thiếu tiền mình mà mình ngại đòi người ta. Tại em chứ gặp chị hả, nó hát đoàn nào chị đi tới đoàn, nó hát đoàn nào chị đi tới đoàn đó. Thiệt, đó là một cái dở á, đó là cái dở luôn á. Chị nghĩ vậy là Xu không phải là cái dở đâu, đôi khi đó là cái phần con người của mình đó bị tình cảm hóa trong tất cả mọi thứ luôn, kể cả bản thân của chị cũng vậy. Giống như đó, như hai chị nói là vẫn còn làm việc, vẫn gặp nhau hàng ngày, nhưng mà nợ hứa đi hứa lại. Bản thân chị nói thôi, nó cũng để chừng nào muốn trả thì trả, chứ còn chứ nếu mà mình đòi mà mạnh miệng quá thì lại chị em mất lòng nhau. Nhưng mà kiểu như vậy. Ít nhất là mọi người cũng có đặt một cái tình cảm của mình trong đó. Nhưng mà em nói chính ví dụ những cái trường hợp mà giống như mình cảm thấy là không có chuyện tình cảm ở đây, mượn tiền là sòng phẳng với nhau, ví dụ trong công việc hay là những cái vấn đề về hợp đồng, ví dụ như vậy, làm ăn với nhau á, thì nợ thì bắt buộc phải trả chứ, thì những cái vấn đề đó em nghĩ mọi người có cách giải đúng quyết. Đúng rồi, có cái thí dụ như mình nói về cái đây là những cái chuyện cá nhân đi, còn nếu mà nói về pháp lý công ty hay gì đó thì thường là chị phải có hợp đồng hết, bên chị là công ty hết, thì luật sư sẽ làm việc chứ chị không làm. Thành ra mình sẽ không bị cảm tính hơn. Kể cả những cho mượn mà phải có giấy nợ rồi là luật sư làm hết, chị không làm. Tới thời điểm hiện tại là như vậy. Còn riêng mình đang nói về cái khía cạnh là mình là ở phương diện cá nhân đúng thì rồi, mình cái cách đòi nợ cũng thật sự là rất gian nan. Trong cái group đó mỗi lần mà chị trả cho em 2 triệu, cái chị nhắn vô bữa nay trả 2 triệu rồi còn bao nhiêu đó, cái lâu lâu cái em mới nhắn, ủa chị lâu quá chị không nhắn tin, chị có nhiều đó thôi, chứ không có dám nói nhiều hơn. Tại nói nhiều hơn người ta đôi khi người ta không biết là người ta đang vui hay đang buồn á, mình cũng quan tâm tới cảm xúc. Nhưng mà nhiều cái trường hợp mình phải thông cảm cho người ta. Thí dụ bây giờ người đó mượn nợ mình mà người đó nghèo quá, đang bị bệnh hay là bị cái gì đó, gia đình người ta khó khăn cho nên mà ăn không được hay bị dịch đồ này kia nọ vậy, mình sẽ thông cảm, mình phải để lại cho người ta, mình không đòi. Còn cái này có tiền thiếu nợ người ta mà không trả, ăn chơi rồi hả, đi uống rượu, đi vô quán bia, đi nhảy nhót, đi vô quán bar đồ này chơi vậy đâu có được. Hồi bữa giờ trên mạng nhiều lắm, nó có một cái cụm từ gì đó, nó gọi là gì không biết, thôi quên rồi bỏ đi. Nhưng mà kiểu là thiếu nợ rất là nhiều. Nhưng bước lên Facebook tao cái đi ha, du lịch nè, xài đồ hiệu là đầy luôn, nhưng thiếu nợ rất nhiều. Bữa giờ trên mạng nhiều người bị bóc phốt như vậy lắm luôn á. Cái này không có nợ thôi, chắc có hỏi đi cái cách được đó. Rồi đi. Ok, rồi bây giờ là sẽ tới những phần là những kiểu quỵt luôn, có nghĩa là không trả luôn, thẳng thừng không trả luôn. Thì nào giờ có trường hợp đó chứ chị? Có. Quýnh, quýnh. Không, có nghĩa là trước khi mình quýnh đó lý do đó. Ý là những cái câu nói nào mà khẳng định là người ta quýnh đó. Thí dụ giờ tôi không có tiền trả bà đó, tôi không trả đúng bà đó. Bà làm nó nghe rồi đó. Nói vậy luôn hả? Bắt đầu chị ghim vô đó. Bắt đầu chị chờ đó, đi chợ đi đâu, bất cứ là chị gặp là chị lôi đầu liền đó. Nhưng mà là nói thẳng vậy luôn. Mình tới nhà nó hả, nó dắt cây nó quýnh lại mình. Trời ơi. Cũng như mình tới thì mình cũng nóng rồi, mình la, mình chửi đồ lên, nó dắt cây nó quýnh, anh em nó gượt mình đó. Nó gượt chị đó, chị đâu có thèm nói em, chị làm đâu lợi. Chạy. Cái chị chạy, tại vì mình đi đội, mình đi có một mình à. Cái đầu cái chị chạy về chị tức quá. Bữa đó hen, sao xui khiến nó đi. Chị chạy xe chị thấy nó đi, chạy xe đạp rồi cọc cạch. Chị chạy thấy chị sắn vô đầu liền, nó thấy chị nó quăng chiếc xe luôn, nó bỏ nó chạy vô hẻm, nó chạy mất tiêu luôn. Chị kêu xích lô lại chở chiếc xe chở xe đạp về, chị bán được 150. Trời ơi. Bán được 150 mà tiền chị trả xích lô bao nhiêu? Có mấy chục ngàn hả? Tay cũng gần nhà. Cũng chắc còn 2 cũng còn rồi. Đây là một trong những là mà cái nguyên nhân mà dễ quỵt nợ nhất là chơi hụi. Đây là chủ hụi ngang ngược lắm em ơi. Có bao giờ thường bị người ta giật không? Có, hồi xưa bị giật nhiều lắm, còn như bây giờ là ít lắm, tại vì bây giờ lựa giàu mới rụng. Có nghĩa là chơi, rút kinh nghiệm để khỏi đi đầu thì thôi lựa người lựa giàu ai chơi. Lựa ai có tài sản mới cho chơi hụi. Chứ còn hồi xưa thì mình cho chơi đại chơi đùa hen, rồi chị em mình thương hen, trời ơi thương xong rồi nó hại mình không.
BD mình thấy nó vậy đó, mình cho nó chơi chơi hụi đi, mình giúp nó bằng ăn xong rồi nó tốn mất tiêu. Trốn mất. Cũng tùy theo người chứ không phải là ai cũng vậy. Câu chuyện chơi hụi đây mọi người, cái này là em nói thiệt luôn, đây không phải là chỉ nhà này làm chủ hụi đâu. Nhà em cũng làm chủ hụi thì mẹ chị đó ở quê rất là thích chơi hụi. Thành ra là chơi hồi xưa là giống như là người ta có cho vô rồi người ta không có cho vô đó, cái về tự mở. Cái cách chọn lọc của mẹ em là rất là từ bi và phổ độ chúng sanh. Có nghĩa là những người nào mà giống như chị Hiếu cho chơi thì những người giàu, còn những người nghèo là không cho chơi đúng không? Thì mẹ em sẽ cho chơi. Lâu lâu cái mẹ em bắt xe lên thăm em đó, xong cái hỏi mày rảnh không? Gì vậy? Chở đi Bình Dương. Rồi là hiểu đi đòi rồi đó. Tại vì thường là trốn xong đâu có đi đâu đâu khác đâu, đi Bình Dương. Không phải là bây giờ mà chị cho giàu chơi không, nhưng mà hồi xưa chị cũng cho nghèo chơi. Thì nghèo người ta mới giật mình. Người ta nói nghe nó ngủ, nó nghèo nó không có sợ. Cũng như là kiểu như là nó bằng sắt đá rồi nó không có sợ. Biết không sợ súng. Cũng như là mình là chén kiểu mà nó miễn dùa giờ nó không có ra mà sợ gì hết á. Phải phù hợp, đúng đối tượng, ngang hàng phải dế mới chơi, còn không thì thôi. Bây giờ cũng như là chị nói không phải là giàu mà chị cho chơi, nhưng mà ai mà ngang chị mới cho. Ví dụ giờ chị biết lộ nè, lo bằng ăn nè, có một cái sân khấu này kia nọ hay là có su su ha. Ví dụ lo bằng ăn vậy mà thiếu hụt cái gì là chị bồi vô. Ăn chi? Chẳng nó làm có tiền nó mới đóng hụi cho mình mà mình đúng cũng rồi. Có tiền quê hồng. Còn cho những người ăn chơi mà mình chơi không nắm được cái nguồn cơn gốc cội của người ta đó. Người ta phắng đi giờ nào mình không hay. Khi mà nói về chủ đề nợ đó, mà cái câu chuyện nợ phải nói một câu chuyện rất là nhiều, thậm chí là trong nhà nữa, anh em nữa. Anh em chia rẽ nhau chỉ vì một món nợ rất là đơn giản thôi. Mà mượn tiền thì năn nỉ ý ôi, chứ tới chừng đầu cái nó nói mình cho dai ăn lời cắt cổ nó rủa. Bây giờ mình sẽ lại đứng về một cái chút xíu về binh vực những người cho mượn nợ mọi người. Vì sao mình phải cho mượn nợ? Tại vì khi mà họ tới họ quá thiện chí đi đúng không? Trời ơi con tôi bệnh, con tôi đau đủ thứ hết trơn. Khi mượn thì van xin ỉ ôi đủ thứ vấn đề để mình nói. Nhưng mà tới khi mà mượn được rồi, tới khi đòi thì đòi rất là gian nan. Có nghĩa là mình bỏ, có khi là vàng đang đeo trên người phải tháo ra đi cầm đi bán cho mượn, tại thấy khổ quá. Ủa mình cũng đặt câu hỏi là nếu mà mình biết người ta trước như thế rồi, em cũng đặt câu hỏi nha, đối với những trường hợp những con nợ của chị, biết tính chị như thế rồi, biết cái cách đòi của chị như thế rồi, sao họ vẫn mượn? Đó. Tại vì họ bí đường. Đúng rồi, khi mà mượn là đã tính, suy tính đã sẵn ở trong đầu rồi. Mình phải biết đường trước. Ví dụ người đó là hung dữ, hung hăng, hoặc người đó người ta có cái cách đòi riêng, hoặc là có cái vấn đề gì đó thì mình phải lường trước. Nếu mà đã đi mượn nợ là phải biết người ta. Phải biết người ta là như thế nào. Như thế nào rồi. A, B, C, D, F, I, Z gì đó là phải biết trước. Và chắc chắn những người mượn nợ phải lường trước được. Đúng. Cái chủ nợ của mình sẽ giải quyết cái câu chuyện và cái số nợ của mình như thế nào. Chính xác. Thành ra là mà quan trọng là không thể nào mà trách ngược lại người ta được. Đúng, mà theo chị đó, mà không phải là chỉ mình trách mà phải mang ơn nữa. Mang ơn đây, nếu mà người ta cho mượn giống như chỗ vấn đề chỗ chị Hiếu hồi nãy nói á, đúng là lúc đầu là chị cho vay chứ không phải là cho mượn. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà hết cái khả năng rồi, chị vẫn chấp nhận cho trả góp để hết cái số nợ gốc, là mình đang chuyển qua từ cho vay thành cho mượn rồi. Đúng rồi. Thì khi mà thành cho vay thành cho mượn rồi, mình phải mang ơn người ta chứ không thể nào chửi người ta được. Đâu có thể nào chửi cái người ơn mình được. Tại vì lúc đầu mình đi lại mình năn nỉ, mình xin người ta mà. Mình mang ơn người ta giúp đỡ mình. Xong bây giờ mình không trả được, quay qua mình chửi người ta có bị có vô lý không? Ở vai trò người chủ nợ đôi khi lại là người bị hại nha mọi người nha. Nếu mà nói về tâm lý chung là như thế. Tại vì giống như là ở đoàn của Lộ đây có chị La Kim Quyền đây mọi người. Đây em chứng kiến rất là nhiều lần. Tại vì bà ngồi trên xe em ở đi hát là chiều là chuyển khoản cho là em biết rồi đó, là tới rồi đó. Nhưng mà căn bản là chị Quyền là một người rất là thương người và thương chị em, và chỉ cho chị em mượn thôi. Thì những cái bài mà hát ở tỉnh mà khó khăn gì đó thì là hay gọi mượn. Nhưng mà chị Quyền cũng chỉ là mỗi ngày là đóng với chị là nhiêu nè, cũng rõ ràng là có lời chứ không phải không. Nhưng mà khi mượn năn nỉ dữ lắm, cái bắt đầu là chị Quyền mới phải xác minh rồi 2-3 lần thì chị mới cho. Chị đã từng chứng kiến đây, xong tới hồi hả gọi lại nói chuyện đó, chị ơi bữa nay không có tiền đâu đừng đòi nữa. Trời ơi. Nó nói rất là ngang vậy cho nên chị Quyền chị mới nóng, thì đâu có ai kiềm chế được. Nhưng mà cái người ngoài người ta đâu có nghe mà người đó nói vậy. Đúng, người ngoài không biết cái câu chuyện như thế nào. Người ta chỉ là nghĩ là bà Quyền là cho giải nặng lãi, bà Quyền là hung dữ, nhưng mà mọi người quên mất câu chuyện lúc mượn rất là gọi là, nói chung là có nhiều câu chuyện cảm động thương tâm lắm đó. Cho nên là bi ai. Đúng, bi ai lắm. Cho nên chốt lại vấn đề ngày hôm nay là mọi người ơi, nếu mà mình đã xác định cho mượn nợ hoặc là đi mượn nợ, mình phải lường trước được những câu chuyện đó để chi mình giữ tình cảm, nhất là đối với chủ nợ hoặc là người thân của mình, là những người mình đang vay mượn, để chi mình không có xảy ra những cái tình trạng giống như là tới nó căng thẳng, là tới đánh nhau, tới cự cãi, tới la làng ở xóm, hoặc là chính quyền can thiệp. Điều đó là điều không hay, mà đặc biệt trong cộng đồng LGBT nữa lại là một cái điều rất là không hay luôn. Vì cái đó đó, yeah. Cái nó hè vô nó lo
nói luôn. Đúng rồi, mà xã thường hội là mọi người biết là xã hội là bị đánh đồng đó, cho nên là phải chuẩn bị tinh thần trước khi mà mình muốn vay mượn, hoặc là mình phải rút kinh nghiệm được thật là nhiều trong vấn đề này. Và hôm nay chắc có lẽ là bao nhiêu vấn đề đó của chị em mình xé ra, và những câu chuyện rất là vui của chị Minh Hiếu.